chiều thứ Bảy ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024. Sau khi thăm các trẻ em của Sứ vụ Đường phố và Kellen Services tại trường trung học kỹ thuật của Caritas, Đức Thánh Cha đi xe đến đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ cách đó khoảng 1,2 km để gặp gỡ các giám mục của Papua New Guinea và của đảo Salomon, các linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và giáo lý viên. Đền thánh Đức Mẹ Phù Hộ được xây dựng trong 4 năm do dòng Salyin tặng và được làm phép và thánh hiến vào ngày 24 tháng 5 năm 2028 bởi Đức Hồng Y Thomas Starfrost Williams, nguyên tổng giám mục Wellington ở New Zealand. Hiện diện tại buổi hôm đó có Thủ tướng Michael Somer và toàn quyền Paulius Martin trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha cảm ơn và bày tỏ niềm vui được gặp mọi người trong đền thánh giáo phận dân kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, một tức hiệu rất được Thánh Gioan Bosco yêu mến. Ngài nói, năm 1844, khi Đức Mẹ truyền cảm hứng cho Thánh Gioan Bosco xây dựng một nhà thờ ở Torino để dân kính Đức Mẹ, Mẹ đã hứa với Thánh Nhân, đây là nhà của ta, đây là vinh quang của ta. Đức Mẹ đã hứa với Thánh Gioan Bosco rằng, nếu Ngài có can đảm bắt đầu xây dựng nhà thờ đó, thì ân sủng lớn lao sẽ đến. Và đã xảy ra như thế, nhà thờ đã được xây dựng và thật kỳ diệu, ngôi thánh đường trở thành trung tâm cho phép tin mừng tỏa sáng, đào tạo những người trẻ và thực hiện các hoạt động bác ái, một điểm tham chiếu cho nhiều người. Như thế, đền thánh tuyệt đẹp nơi chúng ta đang ở đây được truyền cảm hứng từ câu chuyện đó, cũng có thể là một biểu tượng cho chúng ta về ba khía cạnh trong hành trình Kitô giáo và truyền giáo của chúng ta, như những chứng từ mà chúng ta vừa nghe đã nhấn mạnh đó là can đảm để bắt đầu, nét đẹp của sự hiện diện và hy vọng phát triển. Can đảm để bắt đầu, Đức Thánh Cha lần lượt quản diễn từng khía cạnh. Thứ nhất, can đảm để bắt đầu. Những người xây dựng nhà thờ này đã bắt đầu công trình bằng một hành động đức tin lớn lao mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ nhiều khởi đầu can đảm của những người đi trước. Các nhà truyền giáo đến đất nước này vào giữa thế kỷ thứ 19 và những bước đầu tiên trong sứ vụ không dễ dàng. Một số nỗ lực thực sự đã thất bại, nhưng các vị đã không bỏ cuộc. Với đức tin lớn lao, lòng nhiệt thành tông đồ và nhiều hy sinh, các nhà thừa sai tiếp tục rao giảng tin mừng và phục vụ anh chị em, luôn bắt đầu lại nhiều lần khi không thành công. Theo Đức Thánh Cha các cửa sổ kính màu trong đền thánh nhắc nhở chúng ta về điều này ánh sáng mặt trời mỉm cười với chúng ta qua khuôn mặt của các vị thánh và các vị chân phước mọi người thuộc mọi hoàn cảnh gắn liền với lịch sử của cộng đoàn tất cả theo những cách thức và thời đại khác nhau đã bắt đầu các sáng kiến và tạo ra những con đường chỉ để bắt đầu lại nhiều lần họ đã góp phần mang tin mừng đến giữa anh chị em với một sự phong phú đầy màu sắc của các đặc sủng, được sinh động bởi cùng một thần khí và cùng một đức ái của Chúa Kitô. Nhờ những cuộc khởi hành và tái khởi hành của họ mà chúng ta có mặt ở đây, mặc dù nhiều thách đố, chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước không lo sợ, biết rằng chúng ta không đơn độc. Chính Chúa là đấng hành động trong chúng ta và với chúng ta, làm cho chúng ta giống như họ trở thành khí cụ ân sủng của người và về vấn đề này dưới ánh sáng của những gì mọi người đã được nghe đức thánh cha nói ngài muốn gửi đến các giám mục linh mục tu sĩ và giáo lý viên một hướng đi quan trọng cho sự khởi hành của họ những vùng ngoại vi của đất nước đó là những người thuộc những khu vực nghèo nhất của đô thị cũng như những người sống ở những khu vực xa xôi và bị bỏ rơi đôi khi bị thiếu những nhu cầu cơ bản những người bị gạt ra bên lề xã hội và bị tổn thương cả về mặt đạo đức lẫn thể lý bởi thành kiến và mê tín đôi khi thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng như james và sơ lorena đã nói đức thánh cha nhấn mạnh giáo hội mong muốn đặc biệt gần gũi với những anh chị em này bởi vì trong họ chúa giê -xu hiện diện một cách đặc biệt và ở đâu có người là đầu của chúng ta hiện diện ở đó cũng có chúng ta là các chi thể của người. Vì chúng ta thuộc về cùng một thân thể, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng. Đức Thánh Cha đi đến khía cạnh thứ hai, đó là nét đẹp của sự hiện diện. Ngài nói, chúng ta có thể thấy điều này được tượng trưng trong những chiếc vỏ sò kina trang trí trong nhà thờ này và là dấu hiệu của sự thịnh vượng. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng đó là kho báu đẹp nhất trước mắt Chúa Cha, gần bên Chúa Giêsu và dưới áo choàng của mẹ Maria, chúng ta được hiệp nhất thiêng liêng với tất cả anh chị em mà Chúa đã giao phó cho chúng ta và những người không thể hiện diện ở đây, được thắp sáng bởi ước muốn cho cả thế giới được biết đến tin mừng và chia sẻ với chúng ta sức mạnh và ánh sáng của tin mừng. Về câu hỏi của James, làm thế nào để truyền đạt lòng nhiệt thành truyền giáo cho giới trẻ? Ngài trả lời rằng, việc này không liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên, một cách đã được chứng minh là vuông trồng và chia sẻ cho họ niềm vui của chúng ta khi được ở trong giáo hội, ngôi nhà chào đón, được làm bằng những viên đá sống động, được chọn và quý giá, được Chúa đặt bên cạnh nhau và được củng cố bằng tình yêu của người. Như kinh nghiệm của Grace về Thường Hội đồng đã nhắc nhở rằng, bằng cách quý trọng, tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, chúng ta có thể cho mọi người chúng ta gặp gỡ thấy rằng, thật tuyệt vời khi được ở cùng nhau theo Chúa Giêsu và loan báo tin mừng của người. Ở điểm này Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nét đẹp của sự hiện diện không được trải nghiệm nhiều trong các sự kiện lớn và trong những lúc thành công, nhưng đúng hơn là ở lòng trung thành và tình yêu mà chúng ta cố gắng cùng nhau phát triển mỗi ngày. Niềm hy vọng phát triển. Tiếp tục giải thích về khía cạnh thứ ba, niềm hy vọng phát triển. Đức Thánh Cha nói trong nhà thờ này có một giáo lý bằng hình ảnh thú vị về việc vượt qua biển đỏ với các nhân vật Abraham, Isaac và Mose. Các tổ phụ đã sinh hoa trái nhờ đức tin. Những người đã tin tưởng và nhận được hồng ân là con cháu đông đảo. Và đây là một dấu hiệu quan trọng, bởi vì cũng khuyến khích chúng ta ngày nay tin tưởng vào hoa trái của việc tông đồ, tiếp tục gieo những hạt giống tốt nhỏ bé trên các luống cày của thế giới. Chúng nhỏ bé như hạt cải, nhưng nếu chúng ta tin tưởng và không ngừng gieo, Nhờ ân sủng Chúa, chúng sẽ nảy mầm, mang lại mùa màng bội thu và sinh ra những cây chim trời có thể làm tổ. Thánh Phaolô nói điều đó khi ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự lớn lên của những gì chúng ta gieo không phải là công việc của chúng ta mà là của Chúa và mẹ giáo hội dạy điều đó khi nhấn mạnh rằng ngay cả qua những nỗ lực của chúng ta, chính Thiên Chúa làm đảm bảo rằng vương quốc của Người sẽ đến trên mặt đất vì vậy chúng ta tiếp tục kiên nhẫn rao giảng tin mừng không nản lòng trước những khó khăn và hiểu lầm ngay cả khi chúng nảy sinh ở những nơi mà chúng ta không muốn gặp ví dụ như trong gia đình như chúng ta đã nghe cuối cùng đức thánh cha mời gọi tất cả cùng tạ ơn chúa vì tin mừng đã bén rễ và lan rộng ở papua New Guinea và quần đảo salomon và khích lệ các giám mục linh mục Tu sĩ và giáo lý viên tiếp tục sứ vụ như những chứng nhân của lòng can đảm, nét đẹp và hy vọng. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần cách đó 4 km để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Papua New Guinea.